Hello, Mỹ Quốc Tơ em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương nha anh chị, để tiếp tục cập nhật cho anh chị em mình những mẫu xe bên cửa hàng anh Dương nè. Hôm nay thì có rất là nhiều mẫu cũng như là phân khối từ 110 cho đến 1000cc nha. Hôm nay thì trong video hôm nay em sẽ cập nhật tất cả cho anh chị các bạn mình tham khảo luôn. Mình có quan tâm dòng xe nào trong video này em mình có thể trực tiếp inbox qua số trên màn hình liên hệ qua giúp em nha, để cũng như là mình được xem xe chi tiết lại cho nó rõ ràng hơn nè. Anh chị ở xa thì có thể cọc xe, cửa hàng là giữ xe lại cho anh em mình đó, tới lương cũng như là có thể ship xe cho anh em mình về tới nhà luôn đó. Anh em mình cứ yên tâm nha đó, trường hợp anh em ở xa. Còn anh em nào ở gần khu vực 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Long Hiệp, Dĩ An, Bình Dương á, mình có thể trực tiếp đến cửa hàng để mình xem xe nha anh chị đó. Thì trước mắt anh chị các bạn mình đây là rất là nhiều mẫu xe phân khúc từ 190 nè cho đến 175 cũng có luôn, và 300 đó anh chị các bạn ha. Rồi khu vực bên đây thì có Z650 nè, Z800 nè, Z1000 nè anh em. Ở dài xuống phía dưới kia là có G3 nữa. Thì từ từ nha, em sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn mình tất cả luôn. Đó thì phân khúc 150 thì còn phía dưới rất là nhiều nha anh em. Ở đây thì mình sẽ xem mẫu ghi beo ha. Đó, ghi beo mẫu này là ghi beo 300 nha anh em. Đó, hôm nay thì còn được xe độ nè. Đó, xe zin thì hôm nay hết xe nha anh chị các bạn. Đó, xe độ này nói chung thì độ cái bên ngoài thôi, về phần máy là còn nguyên zin nha. Đó, độ ghi đông cao này thì anh em mình, anh chú mình lớn tuổi á, trẻ tuổi cũng vậy mà đi đường xa thì ngồi rất là thoải mái luôn, không có đau lưng nha. Ghi đông cao nè, và cái mâm á, thì mâm đúc luôn đó. Mâm này rất là chắc chắn nha anh chị các bạn. Gác chân rất là to nè, độ bô trên bô dưới luôn. Mẫu này là beo 300, biển là 61 nha anh em. Chìa phá không có đây, có chìa phá mình nổ cho anh em nghe tiếng bô nha, anh em thông cảm nha. Mình cần xem nó tiếng bô xe này mình có thể inbox qua số trên màn hình giúp em nha. Đây em sẽ cập nhật giá cho anh các bạn mình luôn. 125 triệu là xe độ nguyên bản như này nha anh em. Còn xe riêng thì nó rẻ hơn nữa. Con này đi mới có 6.900 cây thôi anh em. Đó. Tiếp theo nữa nè, đây là ghi beo 500 nha anh chị. Đó, 500 thì 2020, con này biển 60 luôn, con này cũng độ luôn nha anh em. Đó, độ bô nè. Chống đổ nè, cản nè. Cái gác chân rất là to luôn. Rồi cái ghi đông cao nè. Và cái mâm thì mâm cũng mâm đúc nha anh chị ha. Đó, con này là độ thì 159 triệu nha anh em. Xe zin thì nó mềm hơn, rẻ hơn. Xe này được lên đèn led luôn nè. 2020 led luôn nè anh em. Đó là beo 300, 500 nhập khẩu Thái Lan nha anh em. Còn về nhập Thái Lan thì đây mình có CB 300 nè. Đó, CB 300G nhập nguyên chiếc từ Thái Lan nha anh chị ha. Mẫu này thì chiều cao yên đó anh em, là 1m60 đổ lên là đi ngồi ok. Đó, vô tư luôn. Đi rất là bền anh em. Mẫu này thì anh em mình cũng biết là những anh áo vàng anh chị các bạn đó, lưu thông chạy trên đường đó, rất là nhiều đó. Mấy chiếc này đi rất là bền anh em. Con này thì 2021, biển là 95 nha. Đó, về phần biển số thì anh em mình muốn rút hồ sơ là sang tên là đều được nha anh em. Đó, máy móc thì ok, bảo hành đầy đủ ha. 89 triệu nha anh em. Đây, màu đỏ. Tiếp theo là màu đen 2022 nè. Con này thì cũng còn nguyên bản zin luôn á anh chị. Biển là 79 nha anh em. Con này là 75 triệu. Đó, 75 2022 luôn. Rất là mềm nha. Đó, máy móc là còn nguyên zin nha anh chị nha. Mình thích cái lựa cái màu nào hoặc là cái xe nào biển nào thì mình alo ngay nha anh chị nha. Kế bên là cũng beo CB 300G luôn, 2020, con này là biển 60 nè anh chị nha. Màu đỏ đô luôn nè. Đấy. Rồi, 89 triệu nha anh chị ha, 89. Đó, anh em mà có quan tâm thì liên hệ ngay đối với những cái mẫu xe nhập khẩu Thái Lan nha anh chị nha. Hiện tại thì CB 300, thì CB 150 nữa, cũng y chang vậy nhưng mà xe chưa về nha anh em. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn mình từ khu vực này dài xuống phía dưới nha. Đó, tới xe nào thì mình sẽ quay xe đó cho anh chị các bạn mình luôn. Đó, rất là nhiều xe đủ các phân khúc cho anh em mình lựa chọn. Đồ, kế bên nữa là có Kawasaki đó, W175 này. Xe thì màu đen, xe cũng còn nguyên bản zin luôn nha anh em. Con này đăng ký 2021, biển là 65 nha. 65 là Cần Thơ anh chị ha.
Đấy. Con này 49 triệu 500 nè. Đó, chiều cao yên thì anh em nào mét 60 đổ lên là ngồi đi ok em này. Nhỏ gọn luôn, xe hãng luôn. Xe còn rất là đẹp, sạch đẹp luôn. Còn hãng Honda nữa thì có đây CB 190 là còn một cặp nha anh chị nha. Đó, một cặp luôn, màu trắng, màu đỏ nè. Con màu đỏ này là 2018, biển là 60. Thì anh em mình lên bằng A2 rồi nha. Còn 175 này thì anh em mình xài bằng A1 bình thường nè. Con này 39 triệu 500 nha anh em. Màu đỏ nè. Rồi màu trắng, trắng đỏ 218 luôn, biển là 61. Con này là 29 năm rồi. Nha. Em này thì anh em nào mét 60 đổ lên cũng ngồi đi ok luôn. Đấy. Rồi đây có một sót lại một em 150 thì đây mình quay luôn nha. FZ 150i, đó, xe của hãng Yamaha. Con này 214 nha anh em, đi được 14.000 cây nè. Xe còn nguyên bản zin hết tất cả luôn. Không có giảm tút ở đâu hết nha anh em. Còn rất là sạch đẹp luôn. 14.000 cây à. 25 triệu 500 nha. Đó. Anh em nào thích xe đẹp, xe lướt thì alo ha. Còn những cái mẫu này thì xe nó đi nhiều anh em, đi nhiều và nó hơi cái nước sơn nó hơi xấu á, cái giá nó khác đó nha anh chị. Nó tầm 20 triệu anh em cũng có xe luôn, mười mấy cũng có luôn. Nhưng mà chiếc này nó còn rất là đẹp, nguyên bản zin nó còn rất là sạch và mới nha. Cho nên cái giá nó nhỉnh hơn. Tiếp theo nha anh chị. Đây mình xuống khu vực phía dưới này thì mình sẽ xem phân khúc 250 của hãng Gofit nè. Tiguan 250 là hiện tại là cửa hàng còn 4 chiếc nha. Màu đen, đen tất cả luôn. Đó, màu đỏ hình như là bán rồi, bán hết rồi nè. Đây, đầu tiên là 2021, biển là 66 nè. Con này cái máy nó phải nói là nổ khá là hay luôn em. Mấy cái clip trước em có quay và nổ máy cho anh em mình nghe nè. Tiếng máy nó rất là hay. Con này nó bình nó hơi yếu rồi. Anh em mình có quan tâm thì có thể cửa hàng câu bình, sạc bình hoặc là thay bình mới cho anh em mình nha. Cứ yên tâm về phần đó nha. Phải còn bình mình đổ máy cho anh em mình nghe. Biển là 66 Đồng Tháp, 45 năm nha. 45 triệu 500 nè. Sạch đẹp liền lạc luôn. Con bên trong cũng vậy luôn. Đó, con bên trong cũng màu đen ha. Con bên trong thì có cản chống đổ, khung đồ đầy đủ hết. Con đây 2021, biển Sài Gòn, đi 4.000 cây anh em. 59 triệu nè. Đó. Rồi con tiếp theo 2021 luôn, biển 72, đi 12.000 cây, 53 triệu nè anh em. Giá cả khác nhau nha, anh em mình lựa được chiếc nào mình lựa. Đó, giờ phần giá thì anh chị mình có thiện ý, chí thì có thể bước cửa hàng có bớt lọc cho anh em mình thêm nữa nha, cứ yên tâm nha. Con này 56 nè, đi 5.800. 2020 biển là 62. Đó. Còn ở phía trên kệ đây là có một em MT15. Đấy. Anh em nào thích xe độ như thế này thì mình liên hệ luôn nè. 2021 biển Sài Gòn, đi 8.000 cây, 54 triệu 500 nha anh em. Đó, chỉ gắn những cái đồ chơi phụ kiện bên ngoài thôi. Và phần máy là còn nguyên bản nguyên zin nha anh em nha. Đó, sạch đẹp luôn. Rồi, tiếp tục xuống phía dưới nha anh em. Còn một lô bên đây thì tí xíu mình sẽ quay sau nha. Có G3 và Wilson 200 nữa nè. Có KTM Dup 200 với lại là Dup GC390 nữa. Từ từ mình sẽ quay cho anh em mình xem. Đó, xuống bên đây thì mình sẽ xem mẫu Gebel. Đó, Gebel USA nha anh chị các bạn. 150, có kích nước luôn. USA là xe tàu nha anh em. Chứ không phải là USA là của Mỹ nha anh chị nha. Đây, xe tàu nhưng mà xe còn sạch đẹp liền lạc, máy nổ còn rất là ngon nha anh chị. Đó, mình có quan tâm thì liên hệ nè. Giá thì cũng khá là mềm thôi. Hôm nay là mới về thêm một chiếc, là tổng cộng là 2 chiếc nè. Có kích nước làm mát luôn. Thử cái còn xăng không, để mình nổ thử cho anh em mình nghe nha. Đấy, máy rất là thì thầm luôn, guarantee nè anh em. 2008 tới giờ nhưng mà xe còn nguyên bản, rất là đẹp. Máy mẫu xe này thì chủ người ta đi rất là ít anh em. Người ta đi cà phê đồ, người ta chạy đường rất là ít luôn, cho nên xe nó còn đẹp. Đấy. Ngồi tư thế ngồi cũng thoải mái luôn ha. Chiều cao yên rất là thấp. Đấy anh em mình xem nha.
nước sơn là còn nguyên bản nè, không có dặm tuốt luôn nè anh chị. Rồi con này là 39.500 thôi anh em, 150 kết nước biển Sài Gòn luôn. Tiếp theo là con bên trong là 209 anh em, 150 kết nước luôn. Đó, con bên trong đây, con này là biển 71 nha, 34.500 anh em, tựa lưng túi da đầy đủ luôn. Đó, xe dàn xi còn rất là sáng nha. Đây nước sơn nè, cặp phuộc này còn nguyên bản anh em, nó có chốc một tí xíu nè, đó không có dặm tuốt bất cứ đâu nha anh chị ha. Anh em nào mà có quan tâm hay đam mê cái mẫu này thì mình nhanh liên hệ để được cọc xe đó, cửa hàng giữ xe cũng như là ship xe cho anh em mình về tới nơi luôn nha anh em. Có chợ sáng nè. Rồi ở đây là có FZ250 là còn một cặp hai màu luôn, màu đen với lại màu xanh của hãng Yamaha nha anh em, 250 con khói. Con đầu tiên là biển Sài Gòn 2021 đi 1000 cây. À, em này là 59 triệu nè. Rồi tiếp theo màu xanh bên đây là 218 biển 61 45 triệu nha anh em. Bình nó yếu rồi, anh em thông cảm nha. Rồi FZ lướt nè anh chị, 150i 215 biển 66 Đồng Tháp đi 6000 cây à. Con này 35.500. Đấy. Xe còn nguyên bản zin luôn, rất là mới và đẹp nha. Anh em nào thích xe lướt thì mình cái giá thấy hợp lý thì mình có thể liên hệ nha. Rồi ở đây có một em nhỏ nhỏ nè, Win. HD Win anh chị các bạn nha, 135. Con này 2022 luôn, đăng ký 2022 nè. Bình nó hơi yếu. Bình nó yếu anh em. Với lại xăng muốn hết luôn. Bữa là mình có nổ máy còn rất là ngon. Con này biển 70 nha anh chị, 12.500 rồi. 12.500. Có HD Win 135 phân khối luôn. Đó, con này biển 70. Rồi. Nhỏ gọn thì bên đây khu vực bên đây là còn SUGD nha anh chị. Sẵn đây mình quay luôn cho anh chị các bạn dễ lựa chọn nè. Đó, SUGD 110 là còn một cặp màu đen thôi anh em. Con bên ngoài là 19.500 nè. Đó. 217 biển là 72, xe còn nguyên bản sạch đẹp luôn. Con bên trong là 16.500, biển là 60 nha anh em. Đó, 16 năm. Rồi 19 năm. Đó, anh em mình lựa chiếc nào mình lựa xe thì màu đen tất cả. Ở đây là có một em Liberty nè, ABS luôn. 2022. Đó, biển là 85. Con này là 35.500 anh em. Đây, sẵn này quay luôn cho anh em mình xem mẫu xe tay ga nha. Đó. Xe màu xám xi măng, rất là đẹp nha anh chị. Đó, ABS nha. Rồi, ở đây là có nguyên một lô SH luôn nè. Đó, SH 216. Biển Sài Gòn 49 triệu anh em. Con này 125 nhưng mà độ full 300 luôn anh chị. Đó, dàn áo này là dàn áo 300 nha. Rồi, ở bên trong đó là 207 nè. 69 triệu, SH 150 ý anh em. Đó, có màu xanh này nè. Rồi có màu đỏ phía trong đó là 55 triệu nha anh em, 207 125. Đó, 55 triệu, biển Sài Gòn luôn. Rồi có màu đen này là bao nhiêu đây? 35. Con màu đen này là 35 đúng không? À, con này được lên Ý đúng không? Lên nguyên bộ áo Ý luôn, dưới mâm Ý luôn. Con này. Con này bán chưa? Con này chưa thấy giá luôn. Con này biển Sài Gòn nha anh em, màu trắng nè. Anh em nào mà có thích cái màu trắng này mình liên hệ trên số màn hình giúp em nha, để biết giá chi tiết luôn. Rồi tiếp theo là mình chuyển qua mô tô nha anh chị nha. Đây là còn MT15 là còn được 3 chiếc à. Hôm nay ít nha. 2021 biển là 67 nè, đi 3000 cây. Con này 54 năm nha anh em. 54 năm. Rồi đen nhám là 55 năm, đi 5000 cây, biển là 61 2020 nè. Rồi xanh xám 2022, biển là 60, 56.500. Có chống đổ chờ sáng. Rồi siêu phẩm ở trên kệ luôn nè. Honda MDX. Xe nhập khẩu Thái Lan nha, 125 nha anh em.
219 biển Sài Gòn đi 3.000 cây. Đó, 39.500 nha anh chị. Xe còn nguyên bản luôn á. Rất là sạch đẹp và mới ha. Anh em nào có quan tâm thì có thể nhanh liên hệ trên số điện thoại màn hình để được cọc xe nha anh em. Đó, mình cọc tầm đôi 3 triệu vậy á. Thì có hàng giữ xe cho anh em mình hoặc là ship xe cho anh em mình về tới nơi luôn nha. Rồi, khu vực phía đây là còn Honda CBR 150 nè anh em. Đó, xe nhập khẩu Thái Lan luôn nè. Máy còn khá là thì thầm nè. Máy còn rất là chắc luôn anh em, mẫu này. Đó, đăng ký lại là 2022 luôn. Ủa, không phải. Nhầm rồi. Con này 2011 anh em. Biển là 63, 29.500 nha. Đấy, 29.500 CBR 150 nhập khẩu Thái Lan. Rồi. Bên trong mình còn CB. CB 150 G nhập khẩu Indo nè. Con này 2018, biển là 62, đi được 10.000 cây, 42 năm nha anh em. Biển số thì anh em mình muốn sang tên là đều được hết nha. Đó, cửa hàng có hỗ trợ cho anh em mình cứ yên tâm về phần đó nha. À, đây có một em mẹt nhỏ nè. Mẹt này xuống áo hả? 135 xuống áo 2010 biển Sài Gòn. 19 triệu nha anh em. Đó. Thì xe thì rất là nhiều luôn. Thì tới cái mẫu nào thì mình sẽ quay cho anh em mình tham khảo luôn. Cho nên anh em mình cần đừng có tua nha. Anh em mình tua thì không có kiếm được chiếc xe mình cần tìm anh em. Thì rất là nhiều mẫu để rất là lộn xộn nè. Đó, cho nên tới xe nào em sẽ quay xe đó cho anh em mình xem. Đây là mẫu Yamaha. Đó, nhà Yamaha mới ra mẫu mới nha anh chị các bạn. À, GT 150 Gazer nè. Con này đăng ký 2023 luôn. Biển là 78 đi 1.800 cây. Đó, 59 triệu nha anh em. Cái mẫu này thì nó tựa tựa như XR 155 vậy nè. Đó. Anh em nào mà có thấy cái mẫu này hợp lý, đẹp thì mình có thể liên hệ nè. Có một em duy nhất trong cửa hàng thôi nha anh em. 50 mấy triệu à, 59. CB Vera là còn một cặp 150 nha anh em. Màu đen với là màu đỏ. Đầu tiên là 2018, biển 70. Con này là 42 năm nè. Đó, máy móc thì nói chung khỏi bàn cãi rồi anh em. Rất là im và bền ha. Con này đi bên trong là đi 6.000 cây nè, 2019 biển Sài Gòn nè, 45.500 ha nè. Đấy, cho nên anh em mình thấy giá cả những dòng mẫu xe nào mình cần tìm á, hợp lý thì mình sẽ liên hệ ngay để được mua một chiếc để mình về đi Tết nha. Tết thì cũng cận kề đến rồi. Ở đây thì có G3 nha anh em, Yamaha G3 mẫu cũ nè. Cái mẫu này phải nói là hiện tại là cực kỳ hiếm luôn anh em. Có rất là nhiều anh em mình cũng là còn thích cái mẫu cũ này nè. Tại cái form dáng nó rất là đẹp anh chị. Con này là 2016 lần, biển là 61. Hiện tại là có 65 triệu thôi. 65 triệu nhưng mà còn bớt lọc cho anh em mình thêm nữa nha. Cứ mạnh dạn liên hệ nha. Xe này có lên capo nhưng mà capo mà nổ khá là ấm nha nè. Rất là ấm luôn. Biển số đốt gầm luôn nè. Biển là 60, rồi chống đổ chợ sáng. Đấy, có lên cái ghi đông rất là đẹp cho anh em luôn, rất là sáng luôn nè. Rồi, lốp xe thì còn dày. Đó, anh em mình về chỉ được đổ xăng đó, vô mình đi thôi. Không có thay thế gì hết nha. Full san 200. Là còn một cặp luôn anh em. Con bên trong là 2017 nè, biển Sài Gòn nè. Đó, 200 phân khối của Kawasaki nha. Con này 39 triệu nè. Con bên ngoài là 35 triệu nè, 2018. Bản ABS tất cả nha anh chị. Hai chiếc là đều bản ABS luôn. Đó. Rồi, tiếp theo. Phía trên đây là mình còn một cặp xe của KTM. Đó, con đầu tiên ở bên ngoài là KTM Dup 200. Xe mới nha anh chị. Xe mới 100% luôn nha anh em. Đó thì anh Dương mới đăng ký về, tên anh Dương là biển là 61 thôi. Đó, thật sự là xe này là xe mới 100% luôn. 89 triệu nha anh em. 89. Rồi, ở đây là có KTM GC 390. Đây, cái bản này là bản mới anh em. Đó, bản mới thì anh em mình có chơi cái mẫu này thì cũng biết nha. Đó, bản mới, con này đi mới có 200 cây thôi anh em. Như xe mới luôn. Biển là 43,
Đó, 155 triệu anh chị, 155. Xe như mới luôn, anh em mình mua xe mới mà mua xe này và tiết kiệm rất là nhiều luôn nè. Với lại đúp 200 á. Có MT này bán luôn ha. Rồi bán rồi cho qua nha. Rồi, phía trên đây là mình còn mô tô của hãng Kawasaki nè, Z1000. À, thần thánh nè. Rồi Z650 nè, Z800 nè anh em. À, còn bên trong là Z8. À, màu xanh đặc trưng của Kawa luôn, bản ABS luôn. 215 biển 72. Con này hiện tại là còn 129 triệu thôi anh em. Xe thì còn sạch đẹp liền lạc và bô thì còn bô zin luôn. Đó anh em. Rồi Z650 này thì 218 luôn nè, biển Sài Gòn luôn anh chị. Đó, con này là 109 mà hôm nay còn 99 triệu thôi nha anh em. Đó, Z650 còn một chiếc thôi. Anh em mình có ưng những cái mẫu Z này mình nhanh liên hệ qua số trên màn hình nha. Còn một chiếc Z1000 thần thánh luôn, một chiếc duy nhất, biển Sài Gòn, xe bô còn zin luôn, chống đổ chợ sáng nè, màu thì màu đặc trưng của Kawasaki luôn anh em, màu xanh nè. Đó, con này là 217 nha anh em, 249 triệu nè. Đấy, 249 triệu. Anh em mình quan tâm thì liên hệ nha. Thì cứ đến cửa hàng xem xe thì cửa hàng còn bớt cho anh em mình thêm chút đỉnh nữa nha. Cứ mạnh dạng thoải mái mình liên hệ nha anh chị. Đó. Còn lô bên ngoài này là xe của anh Dương đang đi đua anh em. Đó, xe đua anh Dương á. Em sẽ lướt sơ thôi. Thì tất cả những mẫu xe thì rất là nhiều phân khúc luôn, khác nhau nha. Và giá cả khác nhau anh em mình, nếu mà có xem được cái video này mình có quan tâm dòng xe nào mình xem chưa rõ thì có thể mình liên hệ qua số trên màn hình để được xem xe chi tiết qua Zalo anh em. Đó, mình ưng thì có thể cọc xe, cửa hàng sẽ ship xe cho anh em mình, cũng như là anh em mình chưa có đủ tiền mình có thể cọc đôi 3 triệu vậy thì mình tới lương mình ra cửa hàng mình nhận xe về. Ok ha. Thì em xin kết thúc video tại đây nha anh chị các bạn. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.